Thưa sư, cho con hỏi, có thầy bên Phật giáo phát triển nói rằng cúng hoa cho Phật sẽ có được phước trí tuệ, còn cúng đèn sẽ được phước sắc đẹp, từ đó các bạn con tùy tính mỗi đứa. Có đứa thích có trí tuệ sẽ cúng hoa, đứa khác thích đẹp thì chỉ cúng đèn. Con thấy tâm khi cúng như vậy là tâm tham chứ không phải tâm cung kính Phật. Thì có thật là mình cúng như vậy sẽ có những phước như kia không sư? Nếu mình cúng bằng tâm tham thì có được phước không? Thì thưa quý vị, hình như quý vị nhớ lộn, hình như quý vị nhớ nhầm. Chứ thường là các thầy sẽ nói, hoặc là nhiều vị sẽ nói là muốn có trí tuệ thì cúng đèn, còn muốn có sắc đẹp thì cúng hoa. Chứ mình không có làm ngược lại kiểu đó, làm kiểu đó làm hơi ngược. À. Rồi còn cái chuyện mà để có được trí tuệ á, thì mình phải có sự mong mỏi được trí tuệ khi mình cúng. Nghĩa là khi quý vị cúng bất kỳ cái gì mà nó là thiện cho Phật, nghĩa là quý vị có cúng hoa, quý vị cúng đèn, hay là quý vị cúng trái cây, hay là quý vị cúng một cái lọng, hoặc cúng bất kỳ cái gì, hoặc bất kỳ thiện pháp gì mà quý vị hướng cái quả nó tới trí tuệ thì nó sẽ trổ cho trí tuệ thôi. Còn nếu mà mình cúng, thí dụ như mình cúng một cái dù, cây dù đi, thì quý vị nói cây dù thì nó có dính dáng gì tới sắc đẹp không? À, không có. Nhưng nếu như quý vị cúng cây dù á, mà quý vị hướng mong cho nhờ cái phước này sau này con có sắc đẹp, thì quý vị vẫn được sắc đẹp như thường. Tức là điều quan trọng á, là mình hướng tâm mình đến cái quả báo nào thì nó sẽ đi tới cái quả báo tương ứng như vậy ha. Rồi cái thứ hai là bây giờ quý vị nói là cúng bằng tâm tham thì có được quả hay không, xin tức là được chứ, ít hay nhiều thôi, chứ là được là chắc chắn được. Nó giống như là một người mà đưa tay vô cái hũ vàng thì họ nắm, thì nếu mà họ nắm thì chỉ quan trọng nhiều ít thôi. Có người nắm được ít, có người nắm được nhiều. Còn có người chơi một cái bao tải mà quăng vô, mà hốt vàng, mà hốt vô bao tải xách ra thì đương nhiên là còn nhiều nữa. Còn người mà chỉ thọc cái ngón tay vô, thọc bàn tay vô thì họ bóc được chỉ trong vòng một cái bàn tay. Mà họ thọc hai ngón vô thì họ chỉ bóc được cái đồng tiền trong chừng khoảng hai ngón tay. Cũng vậy, khi chúng ta làm bất kỳ điều nào là điều thiện, chúng ta mong mỏi hướng tới thiện thì chắc chắn nó đều sẽ cho quả thiện. Chỉ có điều là cái tâm mình á, mình làm điều thiện đó mình làm bằng tâm gì thì nó sẽ cho ra cái quả ít hay nhiều. Tức là mình làm thiện mà bằng tâm tham thì nó cho quả ít, mình làm thiện mà bằng cái tâm vô tham thì nó cho quả nhiều. Chứ đơn giản như vậy ha.